Hiếu xin kính chào quý bà con nông dân. Thì cũng đã rất lâu rồi thì Hiếu không có lên video, và hôm nay Hiếu lại chia sẻ về cái dòng thuốc cỏ khai quang. Hiện tại thì rất nhiều bà con phản ánh là mua cái thuốc cỏ khai quang mà cái gốc thuốc cũ đó mọi người, và phun một chai 3 bình thì nó không chết, nó héo tới gốc rồi thì nó lại mọc lên nữa, hoặc là nó chết nhưng mà nó chết không được như ý muốn. Mà cái nguyên nhân thì nó do đâu, rồi nên sử dụng những thuốc nào để mang lại cái hiệu quả tốt nhất, thì Hiếu xin mời mọi người cùng theo dõi video. Nếu mọi người có quan tâm đến cái lĩnh vực nông nghiệp thì mọi người hãy đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo từ kênh nông nghiệp của Quỳnh Hiếu. Kênh của Hiếu thì kênh chuyên về nông nghiệp, nên giới thiệu một số loại thuốc mới rồi hiệu quả đó, để bà con sử dụng được tốt nhất. Trước tiên á thì Hiếu xin chia sẻ về cái dòng thuốc glyphosate, cái dòng thuốc mà đã bị cấm á đó. Thì những cái dòng thuốc mà đã bị cấm hiện tại thì 80-90% là hàng nó đã sang chai và hàng pha lại. Đó là cái lý do đầu tiên mà bà con mua và sử dụng, dù cho có tăng liều nhưng vẫn không đạt hiệu quả đó. Bởi vì cái glyphosate nó bị cấm mua bán và sử dụng từ đầu năm 2021 đó. Nhưng mà trước khi mà nó cấm mua bán và sử dụng á, thì nhà nước mình đã cấm nhập khẩu và sản xuất từ năm 2019, tức là trước 2 năm đó thì nó đã cấm nhập khẩu và sản xuất. Rồi sau 2 năm đó, đến năm 2021 thì cấm mua bán đó. Và dù cho đại lý mà họ có chữ hàng đó, thì cái nguồn hàng mà nguồn hàng riêng á, hàng chuẩn á, thì nó đã không còn nữa rồi đó. Và những cái nguồn hàng mà hiện tại trên thị trường, Hiếu ví dụ thôi, một chai thuốc thì có thể bị pha ra làm hai, hoặc thậm chí có thể hơn thế nữa. Bởi vì những dòng thuốc đó đa số bán thì không còn trưng bày nữa, và mình chỉ cất và bán cho khách quen thôi đó. Và những dòng thuốc đó là không còn cơ quan nào kiểm tra chất lượng hết đó. Chính vì vậy thì đó là một cái lỗ hổng, nên có những cái nguồn hàng mà nó không có đạt chuẩn đó, và bà con phun không hiệu quả, và thậm chí là đại lý có thể là họ vẫn còn không biết nữa rồi đó. Bởi vậy cái nguồn hàng chuẩn bây giờ thì nó rất là ít luôn mọi người, rất là ít. Và hiện tại thì Hiếu đã chuyển sang Hiếu bán những dòng thuốc mà của những công ty lớn, nguồn nguyên liệu chuẩn, độ tinh khiết cao, và đặc biệt phun thì nó đạt hiệu quả rất là cao. Nếu như bà con so sánh về một cái giá thành này, giá thành một chai thuốc thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những dòng thuốc cũ. Nhưng mà nếu bà con chia ra cái giá từng bình thì nó sẽ rẻ hơn những cái dòng thuốc cũ đó. Hiếu ví dụ cái dòng thuốc cũ mà cái gốc glyphosate dòng chuẩn thì bà con có thể là pha được 3 bình đến 4 bình 25 lít đó. Và cái giá hiện tại thì nó đã là 170.000 đó. Và thậm chí có những đại lý họ đã bán lên 180 và có thể hơn thế nữa. Đó là hàng chuẩn. Còn bà con mua những cái hàng mà hàng đã pha lại rồi thì Hiếu không nói nữa đó. Và mình chỉ xài được 4 bình thôi đó. Còn đối với những cái dòng thuốc mới, Hiếu ví dụ như ở đây thì Hiếu có 4 dòng nè. Cái thứ nhất ta răng của UBL ha. Rồi cái thứ hai là Bata của công ty Bayer, và hiện tại đang được công ty Bát phân phối. Và cái dòng thứ ba đây là cái Glufadet của công ty Ba Con Cò đó. Và một cái dòng mà thứ tư mà Hiếu đang có thì đây là cái chai Mobile của công ty Thanh Sơn đó. Thì đây là 4 cái dòng thuốc mà Hiếu đang có và mình sử dụng là nó rất hiệu quả đó. Ví dụ thôi, cái chai Glufadet của công ty Ba Con Cò đó, với cái chai này thì cái giá thành hiện tại nó là 230, nhưng bà con có thể sử dụng được 6 bình 25 lít đó.
6 bình 25 lít thì tính ra mỗi bình chỉ có chưa đầy 40 ngàn. Chưa đầy 40 ngàn, nhưng mà Hiếu đảm bảo thì cái cỏ nó chết thúi gốc và nó chết y như cỏ cháy hồi xưa. Và cái thời gian mà nó mọc lại á, là sau khoảng hơn 2 tháng. Nhá. Và đặc biệt thì những cái dòng thuốc mà cái gốc glufosinat này Hiếu chia sẻ ở đây á, thì nó không ảnh hưởng đến rễ cắm. Thì bà con có thể sử dụng trong cái vườn cây ăn trái, vườn thanh long. Đó là nó không ảnh hưởng đến rễ cắm, nên bà con cứ an tâm mà sử dụng. Đó. Rồi. Và bây giờ Hiếu xin báo giá từng sản phẩm. Cái giá mà Glufades của công ty Ba Con Cò đó, xuất xứ từ Pháp đó. Thì cái chai hiện tại 230, mình có thể sử dụng 6 bình 25 lít. Và cái dòng thứ hai, đây là cái chai Bata. Bata hàng của công ty Bayer và công ty Bass đang phân phối, xuất xứ từ Đức đó. Và cái chai này hiện mình đang ra cho bà con là 240. Và hiện tại thì công ty đang hết hàng, và tới khoảng giữa tháng 7 thì công ty mới có hàng lại. Lý do là công ty nó sẽ đổi mẫu đó, nó sẽ đổi mẫu đó, theo mình biết là vậy. Và cái dòng thứ ba, đây là cái chai Tarang của công ty UBL đó. Cái nồng độ rất là cao và cái độ tinh khiết rất là cao luôn mọi người. Và một chai Tarang như vậy thì bà con có thể sử dụng được là 8 bình 25 lít. Mùa mưa thì bà con có thể tăng liều, hoặc mùa nắng thì bà con có thể sử dụng 8 đến 9 bình. Nó vẫn mang lại cái hiệu quả rất là tốt. Và cái giá Tarang hiện tại thì mình đang ra cho bà con là 285 ngàn đó. Còn một cái sản phẩm mobile của công ty Thanh Sơn nha mọi người, của công ty Thanh Sơn. Và cái chai mobile này cũng là hàng đúng 1 lít, và bà con có thể sử dụng là 4 đến 5 bình 25 lít đó nha bà con. Mặc dù thì đây, cái nồng độ thì nó chỉ có 100 thôi, nhưng mà đặc biệt thì cái độ tinh khiết nó cao và nó chứa cái phụ gia đặc biệt, nên bà con có thể phun 4 bình đến 5 bình vẫn mang lại cái hiệu quả tuyệt đối đó. Rồi, đó là một số cái chia sẻ của Hiếu về những cái dòng mà thuốc khai hoang mới hiện tại đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và Hiếu xin nhắc lại, cái gốc khai quang cũ hiện tại thì cái hàng chuẩn á, thì trên thị trường còn rất là ít, đa số là hàng pha lại, nên bà con phun không hiệu quả, là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì cái khai quang mới này giá thành nó cao, nhưng mà khi bà con chia ra số bình thì lại nó rẻ hơn so với cái gốc mà khai quang cũ. Và đặc biệt thì nó không ảnh hưởng đến rễ cám, nên bà con cứ yên tâm mà sử dụng.